anh nhắc làm em tủi thân giữa đêm quá. Chàng Khan ơi, lâu nay em đã đối xử tốt với bố mẹ em chưa? Thôi, bố mẹ em già rồi, cố gắng đối xử tốt nha. Dạ, như nào đối xử tốt ạ? Quan điểm của em, đối xử tốt với cha mẹ đầu tiên là không báo nợ. Phận làm con á, 16 tuổi, bố mẹ đã không phải nuôi em rồi, em đã tự lập, em đi bán nước chè tươi, em đi bán vịt, bán rau, em tự kiếm sống của anh ạ. Giờ em 37 tuổi, dạ, chưa giờ về đòi bố mẹ chia tài sản. Dạ, cũng không cần phải nhờ bố mẹ chăm con, cũng không xin bố mẹ thêm đồng nào. Dạ, một năm đưa mẹ đi du lịch có khi là mẹ thích đi ngày nào cũng được anh ạ. Anh ơi, em cũng không báo hiếu được mẹ em cái gì, em buồn quá anh ơi. Cũng chưa mua được cho mẹ em miếng đất nào cả, vì mẹ em cũng có cả sập sổ đỏ. Mẹ bảo là tao cho mày thêm, mày có lấy không? Em không lấy anh ạ. Em được cái em không báo hiếu được mẹ gì cả. Vừa mới ăn rau ra ngoài, em lấy cái rau anh nhá. Em lấy cái rau là ừ giời ơi, cái rau. Anh thông cảm anh nhé. Mình á, mình là sản phẩm của bố mẹ mình thăng hoa sinh mình ra. Mình không có trách nhiệm trong việc là phải báo hiếu cho bố mẹ nếu chúng ta chưa đủ điều kiện kinh tế. Chúng ta lo thân chúng ta, lo cho cuộc đời của chúng ta đủ đầy đã là cách báo hiếu cho bố mẹ rồi anh ạ. Làm phận con nha, chỉ cần sống tốt, khỏe mạnh, đầy đủ, không vay nợ, không báo nợ, không vỡ nợ đã là báo hiếu cho bố mẹ rồi nha. Còn có điều kiện, cảm thấy hoan hỉ vui vẻ, cảm thấy cần chăm sóc cho bố mẹ thì một năm đưa bố mẹ đi du lịch châu Âu, châu Á, Nhật Bản, Pháp, Đức, Mỹ hay là Milan, Mileo gì đó. Hoặc là đi nhẹ nhẹ thôi, đi Lào, Campuchia, Thái Lan cũng được. Đó, không có tiền đưa bố mẹ đi Lào, Campuchia, Thái Lan cũng được. Mà nghèo nữa thì đưa bố mẹ đi du lịch khắp toàn quốc được rồi nhé. Còn có tí tiền nữa thì đưa bố mẹ đi du lịch năm châu bốn biển anh nhé. Thôi em không có tiền, em đủ ăn, em nuôi bản thân em rồi. Em chưa đưa được bố mẹ đi đâu cả, không có báo hiếu được cái gì anh nhá. Em cảm ơn anh nhắc nhở em. Thế cái thầy anh làm đến đâu rồi? Thế những điều em nói nãy giờ thì anh làm được đến cái điều nào rồi? Có hay báo nợ bố mẹ không? Chứ em nhìn cái user của anh không khuất mặt khuất mày này, chắc đang đi trốn nợ quá à. Bớt bớt anh nhá. Bớt bớt, em không có cần báo hiếu bố mẹ. Không bao giờ cần báo hiếu bố mẹ. Chỉ cần đừng báo nợ là được rồi. Là mẹ em mừng lắm rồi anh ạ. Không báo nợ, không báo hại, không ăn hại phá tàn là được rồi.